Xin chào mọi người. Oan và Jack rất là vui khi được gặp các độc giả của kênh 14. Hôm nay thì Oan sẽ chia sẻ một chút xíu về câu chuyện của Oan và Jack với mọi người. Đầu tiên thì mọi người có hỏi là cuộc sống của Oan và bé Max như thế nào khi đến Singapore. Thì hiện tại hai mẹ con đã rất là ổn rồi. Nhờ có ba Jack luôn luôn hỗ trợ, luôn luôn giúp đỡ, cho nên là hai mẹ con đã dần quen với cuộc sống ở đây. So they just asked how's my life and our newborn baby in Singapore. It's very good because of you. So everyone just want to know how did it change after giving birth to Max? She cooks now. Huh? Yes. I used to cook for you before. No, last time she cooked it, she gives me raw chicken. That's because of the pan. The pan. Nói chung là hồi đó Oan có nấu ăn cho ổng, nhưng mà cái nồi lại không phải là nồi bếp điện từ nên cuối cùng nấu không có được. Đó chính là cái nhà mới, Oan chưa có quen với nhà mới. And but now, how's my cook now? Oh, the cooking is amazing now. It's so good. My favorite is the spaghetti. Mm-hmm. Salmon spaghetti, oh my gosh. And the cream one is also good. Anyways, besides cooking, she wants to work out now. Works out more now. Mm-hmm. She wants to be an athletic mom to play with Max. It's pretty soon we're going to be chasing him all over the house. He's crawling everywhere. How you feel about our new life, like being husband and wife and have a newborn baby to take care of him? Oh my gosh. It's a tough question. I guess I'll address what has changed for both of us first, I guess, is no more sleep. I started drinking coffee. Emma drinks coffee. You drink coffee sometimes too? Before, yeah. You never drink coffee? Nói chung là tụi anh đã dần quen với cuộc sống ở đây rồi. Đối với Jack thì anh bây giờ thì là đảm đang hơn, nấu ăn nhiều hơn, nấu ngon hơn, rồi chăm chồng con cũng giỏi hơn. Và đôi khi là chăm bé cũng khá là mệt mỏi và tụi anh cũng có hơi mất ngủ. Thế nhưng mà cũng đỡ cái là Jack luôn luôn giúp đỡ anh. He always supports me, like do all the housework and feed the baby, take bath for the baby and love the baby to sleep. Nói chung là ổng bây giờ là super dad rồi, rất là giỏi. Try. Là biết là chăm con, biết cho con bú, biết tắm con, ru con ngủ. Nói chung là cuộc sống mới có em bé thì tất nhiên là vất vả hơn rất là nhiều mọi người ạ, nhưng mà rất là vui. Like tired but very happy. Yes, it is very tiring, but it's also gratifying. You get this sense of gratification when you see your kid, you know, when you're able to accomplish feeding him a whole bottle. Like I'm still getting better and better at feeding him, but he doesn't finish the bottle all the time. So when he finishes a whole bottle, that feeling of gratification is amazing. It's the same way when you can lull him to sleep, when he starts sleeping and then you just see this little angel sleeping there. You want to kiss him, but then you're scared you'll wake him up. So I think we were very ready and welcoming of a child. So it wasn't too hard because we were more excited than worried. Nói chung là tụi mình cố gắng cùng hỗ trợ với nhau để là ba mẹ tốt. Chưa biết là sẽ như thế nào, nhưng mà mình phải sống hết mình cho ngày hôm nay nhỉ? How we say? Teamwork to make the dream work. Thank you so much for watching, everyone. See you again. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. How do I say it in Vietnamese? Teamwork to make the dream work. It's really hard to say in Vietnamese, I think. Let me try. Cùng nhau cố gắng. Cùng nhau cố gắng. Để cùng nhau đạt được ước mơ. Để cùng nhau đạt được ước mơ. No, no, no. You say it again. Okay. You help me this one more time. Cùng nhau cố gắng. Cùng nhau cố gắng. Và cùng nhau đạt được ước mơ. Và du gắng các bạn ước mơ. Teamwork. Make the dream work. That's right. Bye. Bye.